Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn là bộ phim ngôn tình hiện đại của màn ảnh Hoa ngữ, với màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi trai tài gái sắc Nhậm Gia Luân và Hình Phi. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước của chàng tổng tài Cố Xuyên và cô gái hậu đậu Khương Tiểu Ninh. Trong lúc tốt nghiệp đại học, Cố Xuyên không may gặp tai nạn xe, khiến cho anh bị thương rất nghiêm trọng. Dù được cứu sống, nhưng anh sau này tuyệt đối không thể vận động mạnh hay chịu đả kích gì lớn. 10 năm sau, Cố Xuyên cùng người bạn tốt thành lập công ty thiết kế. Tình cờ, anh chàng gặp gỡ Khương Tiểu Ninh, cô nàng vận đen được mọi người quen gọi với cái tên cô gái Ken Ken. Dù đã cố chấp nhận sự thật rằng mình không giống với người bình thường, thế nhưng anh vẫn không thể dừng lại trước tình cảm dành cho Tiểu Ninh. Nhịp tim của Cố Xuyên ngày càng tăng nhịp, những cảm xúc mạnh mẽ dành cho Tiểu Ninh ngày càng nhiều hơn. Câu chuyện tình yêu của Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn bắt đầu diễn ra. Họ giống như một cặp bài trùng, ăn ý với nhau cả trong công việc lẫn ngoài đời. Màn kết hợp dễ thương của hai gương mặt trẻ tài năng Nhậm Gia Luân và Hình Phi chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.